Chào anh chị, cô chú và các bạn gần xa. Nay mình đang có mặt tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nay vô mùa đi theo ông anh chở thanh long đây. Ông mua rồi mình chở. Nay giá rẻ nó có 1.000-2.000 ký cô bác anh chị đây. Đây, mấy anh em đang làm thanh long đây. 20.000 chục ký. Nay chuyến này rẻ quá. Rồi mình cắt vô xé rồi một chút chở xe lên xe tải rồi đi về bán lại cho kho. Quá trời thanh long luôn. Nay trời mưa bão quá, trời mưa râm liên tục luôn mà. À sao vậy, chạy đi lên đây nó gì đâu mà mình buồn lên. Đây mưa trên đây xuống dưới mình không ạ. Ở từ bên Châu Thành Long An mình thì qua bên đây được là chừng 15 hoặc 30 phút thôi là tới rồi. 30 phút là tới tới cái chỗ làm nha. Chứ còn chạy qua ráp danh Tiền Giang thì ráp danh có con sông rồi, chạy qua chừng 5 phút là tới à. Đây làm với mấy anh em chắc mình lựa, mình chắc cái nào đẹp bóng mình chắc mình vô xé. Đó, về kho người ta lựa ra loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, hàng dạ, hàng nước ép tùm lum nữa. Mấy cái nào mà nứt bệnh này, bệnh tệ quá là nứt rồi là vô hàng dạ, hàng nước ép. Ở làm ăn mình phải ráng kiên trì, lúc rẻ lúc mắc. Lúc có như giờ rẻ có lúc mấy chục ngàn ký. Giờ cái gì cũng vậy hết. Đúng không anh hai? Phải ráng đeo với... Rồi, ai cũng chia sẻ cô chú anh chị là một số nay là đi chở long, sáng bỏ cỏ dê ăn rồi, giờ mình đi chở long rồi trưa về cho dê ăn tiếp. Rồi, rồi chiều cắt cỏ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn, hẹn đón xem trong những clip tiếp theo của mình nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Hai anh em long quá trời luôn, giờ lửa rồi chất vô à, như đây cỡ tấn mấy à, bắt trời luôn. Người ta trên cây người ta cắt, người ta chất đây, giờ mình chất bỏ vô cần xé nè. Rồi, rồi. Rồi, xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp trong clip tiếp theo ạ. À, quá trời thanh long luôn. Mời cô chú anh chị ăn thanh long. Nãy nghe là nó ngán rồi.